Hello, chào mừng các bạn đã đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita. Rồi. Hôm nay mình sẽ review con rồng Legend. Nó bán ở trong shop với giá 344 game. Rồi mình đã mua mình up rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn rồi cho các bạn xem luôn. Hai con Legend mình lại ra được con Double Primer kìa. Lần này thì lại có 10 giây à, 10 giây chắc là con đắt rồi. Thời gian ngắn quét có khi cũng không phải rồng ngon đâu, tầm bốn mấy năm mấy tiếng vậy mới có rồng ngon. Rồi, đây, giờ chúng ta sẽ đến với con rồng đó là Stranger Dragon. Đấy. Stranger Dragon. Con rồng này cấp 11 nha các bạn. Đây nè, cái chỗ đây nè, nó là cách 9 nhá, con này cách 9 nha. Huy chương là 11, cách là cách 9. Cách 9 là sức mạnh của nó là sức mạnh Heroic lớn nhất là cách 11. Tới rồng VIP Mythic là cách 10 và rồng Legend là cách 9. Cách 9 là mạnh rồi nha các bạn. Dragon là cách 9 đấy, mạnh ngang Dragon hay là những cái con rồng 5 sao của mình đang có. Những con rồng 5 sao của mình đều là cách 9 hết đấy. Cho nó lên 15 à, cho nó lên 25 luôn nha. Rồng này Legend mà. Thì bây giờ xét về hệ của nó thì nó bị khắc bởi hệ bu, bị sợ hệ bu nha. Và nó crit được hệ Legend thì crit được hệ Primer, kim loại là crit được đất với băng, ánh sáng là crit được điện với bóng tối. Là con này có 3 hệ crit được 5 hệ nha các bạn. 3 hệ mà crit được 5 hệ là cũng ngon rồi đấy. Nếu mà các bạn có thể nâng lên sao thì các bạn cứ xài nha. Còn những con rồng mà không nâng sao thì bây giờ nó yếu lắm. Ngày xưa chưa có vụ sao thì nó mạnh, chứ bây giờ không, nếu mà không nâng sao được thì đừng nên dùng. Rồi. Để xem thử nhà luyện luyện skill của nó sẽ như thế nào nha. Trên đúng không? Đây, trên G Dragon. Này nó được, wow, nó được DS Bem cộng luôn các bạn. Chiêu DS Bem là skill mạnh nhất của hệ ánh sáng. Và đây nó là cá gai rồi, không có cộng nữa. Là mạnh nhất luôn rồi. Quá ngon luôn. Skill Ninja Star, skill kim loại Ninja Star cộng này. Là cá gai mà cộng là mạnh. Skill Legend là mạnh này. Skill Legend là có gai là tầm trung, mà có gai trọng là mạnh. Quan trọng là nó chiêu này. Rồi đấy, tầm cỡ đấy. Rồi, cho nó đi đi đánh nha. Rồi, ở đây là mình sắp lượm được con rồng Legend rồi các bạn. Từ đầu sự kiện đến giờ mình chỉ tập trung đi lượm con Legend này thôi. Rồi, trên gờ. Giờ chú ấy đánh với con cái hệ Primer thì lợi rồi, nó lợi rồi đúng không?
MRM này là VIP Mythic cách 10 này, nâng cấp 27 nó nhiều mẫu hơn con này. Rồi. Mà giờ mình chưa đánh đấu trường luôn, đem đi đánh đấu trường đây. Nói cho nó vô đấu trường cũng nổ đâu các bạn. Để mình đánh đấu trường nó nhanh luôn nha, rồi chúc cho nó vô lên việc thử nó đánh được không, cho nó đấu trường nó đánh không được đâu. Nếu mà con rồng đó mà nâng level, nâng 5 sao level 70 là mạnh ngang xà rồng này nè. Vì con xà rồng này cũng cấp 9 luôn mà. Những con rồng Legend thì thường cấp 9 lắm các bạn. Mạnh hay không là các bạn nâng sao được được hay không thôi. Ở đối phương là có con Abyss 3 sao. Abyss là cấp 5 nha các bạn. Nâng lên thì nó nhiều máu hơn nhưng mà đam lại yếu hơn mấy con này. Mình cũng đang nâng một con cách 5 là Dex Hard Dex Ski á. Mình đang đang recharge con Dex Ski The Dragon để nâng sao. Con Dex Ski là mạnh ngang cái con Abyss này đấy. Để hôm nào mình lên rồi mình chỉ các bạn sẽ thấy được sức mạnh thật sự của nó nha. Thì âm thanh hơi to rồi. Rồi, tầm này là hợp lý nè. Các bạn chăm đánh quyết nha, đánh quyết để nhận được odd của hai con rồng mới này. Hai con rồng này mình chưa có luôn, mình chăm đánh quyết để nhận được odd của nó để mình có được con có được thêm gọi là con rồng mới. Rồi chiến. Coi thử con này có hệ gì? Hệ đất. Rồi tí ra đánh hệ đất được á. Rồi bây giờ Stranger sẽ đánh với con rồng hệ đất nha. Hình như nó nổ cái gì sao các bạn? Các bạn có thấy màu xanh hồi nãy không? Ừ, coi lại lần nữa này. À. Có cái gì đó, cái hào quang màu xanh sáng lên xung quanh người của con rồng đấy. Rồi, giờ làm 6 trận Arena nữa. Stranger chứ. Cái này mình sẽ cầm con bạc cạp đi. Rồi cái này mình sẽ cầm con Stranger đi nha. Yeah. Gặp một bạn Việt Nam rồi nè. Minh Thiện gì đó nè. 400. Tù trưởng ạ. Rip. Cái xấu đúng không? Cái xấu thì về máu cái xấu đi. Rồi còn 6 nghe. Chiêu mạnh nhất là Lysistea này. 5.800 các bạn, quá nhà luôn. Rồi. Thôi tập này mình sẽ cho con gọi là con cây cây này nha. Con thần thụ này đi đánh cho các bạn xem nó mạnh không nha. Con thần thụ này là cấp 9.
Ta được cái skill gọi là skill lé đặc biệt hút máu. Nhảy máu đối phương. Nhảy máu nữa đây. Nè, chơi chiêu lé hút máu nè. Hút được một nửa lượng sát thương gây ra. Nếu mà nó chiêu lé mà đi crit được thì nó hút được một nửa sát thương lượng crit. Hệ nước và hệ nước và hệ gì sợ chịu lé ta? Sao mình không nhớ được ta? Mình nhớ có hai hệ sợ chịu lé lận mà ta. Hệ nước và một cái hệ gì đó nữa các bạn ạ. Skill lé crit được hai hệ lận. Hệ gì ta? À, ánh sáng, đúng rồi. Hệ lé là crit được ánh sáng. Giờ mình sẽ tìm con rồng nào có hệ nước và hệ nước và hệ gì ta, hệ nước và hệ ánh sáng ở trước để đi đánh nha, đánh cho các bạn xem thử nó mạnh, skill lé nó có mạnh không nha. Hệ nước và hệ ánh sáng các anh em ơi. Ây da, không có luôn các bạn ạ. Cho nó tự động đánh đi cho nó thoải mái. Thằng Long đã bị tiêu diệt. Tiếp theo là con rồng Legend một hệ. Con này lai được. L-Dua. Con Dua này lai được. Rồi tiếp theo là con Galaxy. Thôi xong phim. Con Galaxy này là sự kiện nha các bạn. Mình cũng có con Galaxy 1 sao. Chưa gì em này của mình mới về thành những sức rồi. Coi thử còn con nào năm ông ta. Đây, cho Inky lên đi. Cho anh lên level 50 luôn nha. Bốn sáu bảy tám bốn chín 50 mắt cấp 52 sao rồi, đi chiến thôi, tìm đội hình yếu yếu thôi. Bằng Khang vẫn có đội hình mạnh đấy, chắc không sợ rồng bị crit rồi. Cho Ngự Lâm Quân đi. À, có crit nè. Có Inferno 2 sao luôn. Con Inferno là cách 5 nha các bạn. Con mà mình vừa đánh nó là cách 5. Nó đánh ngay muốn dìa thành luôn. Inferno là cách 5. Ôi, sao hôm nay đi đánh toàn à, hao binh bại tướng không thế này ta? Hao binh tổn tướng không vậy? Này, cầm máy đội hình yếu yếu thôi. Cựu Bí Hồ nữa. Mấy con Cựu Bí Hồ với con Lavin nữa, hai con đó của mình là nó thuộc dạng là cùng một sự kiện luôn các bạn. Cùng một sự kiện ra mấy con này luôn. Mình chỉ đạt được ở một sao ạ. À.
Mình thấy có nhiều bạn đạt được mấy này 3 sao lắm. Đạt được con này này 3 sao. Con này này, con cá này cũng trong sự kiện đó luôn. Basitan. Chúng ta đã vừa hạ được con Basitan để ra gần. Rồi, xong. Gặp ngay đội hình luôn các bạn, đội hình đã tựa tựa này. Bây giờ mình sẽ này, sửa lại đội hình một xíu cho nó tựa với đội hình bên kia. Cứu với hồ. À, cuối cùng là Galaxy. Thì giống chưa? Chỉ tiếc là mình yếu sao hơn thôi. Mở rương nha. Wow, được 12 Ultimate Dragon luôn các bạn. Quá ngon. Lâu rồi mình mới nhận được orb của con Ultimate đấy. Rồi, tập sau thì mình sẽ review cho bạn con Deathknight nha. Sau nữa là sẽ là Deathsword Sword. Và sau nữa là Everest Dragon. Mình sẽ mua con Everest này để up. Tạm biệt các bạn.